Tôi quả quyết là... Thưa sếp, thưa sếp, mọi thứ được đưa lên xe tải rồi. Chúng ta sẽ đi ngay sáng mai. Theo như kết quả tình báo của chúng tôi, thì quân Nhật đang ở đây. Đây, đây và đây. Và chúng đã bị lực lượng của chúng ta bao vây. Người Nhật không thể ở đó lâu được. Không, anh sai rồi. Theo như tình báo của người Anh chúng tôi, người Nhật ở đây, đây, đây và đây. Cả hai phía đang ở thế cân bằng. Thật lố bịch. Theo tình báo của nước Pháp, tất cả khu vực này không còn quân Nhật ở đó nữa. Các người điên hết rồi. Không đúng, đồ ngốc, các người sai rồi. Các vị, tôi có vài tin xấu đây. Quân đội Nhật đang ở ngay đây. Ta đã chiếm được chỗ này. Ngươi, đầu hàng. Tên gì? Pháp. Thiếu tướng Pháp, Pierre Lautrec. Thiếu tướng Anh, Robert Foster. Thiếu tướng Mỹ, Abraham Lincoln. Thiếu tướng Châu Phi, Gubai Sakalo. Các người là tù nhân của ta. Giơ tay lên. Bốn tướng lĩnh chúng ta đã bị quân đội Nhật bắt giữ. Nếu tin này lọt ra ngoài, sẽ ảnh hưởng tới tinh thần quân lính. Bình tĩnh nào. Bây giờ, cách tốt nhất là chúng ta phải cố gắng giải cứu bốn vị tướng lĩnh trước khi kẻ thù để lộ tin này ra ngoài. Mục đích của buổi họp hôm nay là tìm ra lãnh đạo nhóm ám sát. Điệp viên 007 giờ đang làm nhiệm vụ ở Nam Phi. Thám tử hói, anh ta đã trốn sang hàng ngũ quân địch. Xa Dương, anh ta đã chết 3 năm trước. Rambo, đây là người đang gặp kiện tụng, không thích hợp. Chỉ huy Hắc Hồ, giờ cô ta đã nghỉ hưu để lập gia đình. Ai đây? Đây là Trung úy Đoạn Hoàng. Nghe nói người đàn ông này không sợ gì cả. Và chỉ có một vài đặc công mới đánh bại được anh ta. Không hẳn. Tôi là đại tướng Johnson. Đây là đại tướng Thompson. Tôi đã trao đổi với anh qua điện thoại. Chúng tôi nhận được tin là tướng quân đang bị giam ở Luxembourg. Còn 4 ngày nữa là quân đội Nhật sẽ mang họ về Tokyo để truyền tin. Anh sẽ lãnh đạo một nhóm đặc công và đưa họ về đây trong 4 ngày. Nên nhớ, nếu có chuyện gì xảy ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Đội đặc công. Let's go.
Nhưng anh phải kêu tôi là ba ba. Ba ba. Đứng yên. Cướp đây. Dừng lại, đừng bắn. Tôi đầu hàng. Tôi sẽ đưa anh tiền. Đừng bắn tôi. Tôi đầu hàng. Rồi đó. Đồ khốn. Muốn lừa tôi hả? Đội trưởng. Là anh hả? Tôi tưởng là tôi sắp chết rồi chứ. Tôi có công việc cho anh đây. Anh tới gặp đúng người rồi đó. Mai phục, ám sát, anh cứ nói đi. Tôi cứ như được trở về thời vàng son vậy đó. Chết tiệt, anh cố ý hả? Nếu vậy thì sao? Không có gì. Không có gì. Buông tôi ra. Buông ra. Đừng đánh tôi, làm ơn. Làm ơn đừng đánh tôi. Đánh nó đi. Đừng chú ơi, làm ơn đừng bắn, đừng bắn. Baby.
Đi thôi, nhanh lên. Cái xe này bị cái quỷ gì vậy chứ? Chết tiệt. Sao hả? Anh ăn bữa tối của tôi, giờ còn muốn chạy sao? Anh là ai? Anh không cần phải biết, nhưng tôi biết anh là ai. Lý Lôi, kẻ vượt ngục nổi tiếng. Anh muốn gì? Theo hồ sơ của chúng tôi, anh đã vượt ngục ở New York, London và Trung Quốc. Người Nhật đã bắt anh lại, nhưng anh đã trốn thoát trong ngày hôm đó, đúng không? Anh đã biết về tôi rồi. Nếu giờ anh bắt tôi thì tôi sẽ chạy nữa thôi. Anh có chạy trốn cả đời được không? Tôi có thể xóa hồ sơ cũ của anh nếu như anh hứa với tôi một việc. Vậy sao? Vậy đừng nói là một việc. 100 việc tôi cũng làm cho anh, nếu anh có thể làm được. Đồ khốn, tôi biết là anh định bỏ trốn mà. Nói đi, các anh muốn tôi làm gì? Chúng tôi muốn anh dùng kỹ năng của mình để giải cứu con tin. Thưa quý ông quý bà, cảm ơn các vị rất nhiều. Cảm ơn các vị rất nhiều vì đã tới đây để xem tiết mục đặc sắc này. Và giờ là sát thủ đến từ Tokyo, Nhật Bản. Và từ thành phố New York, lực sĩ Đại Ngư. Nhìn tôi thật là ngớ ngẩn. Vì chúng tôi muốn anh thật đặc biệt. Người này làm ở nhà tang lễ đó. Cái gì? Nhà tang lễ hả? Không. Nếu anh thắng, chúng ta sẽ có tiền mỗi. Đúng rồi. Từ từ thôi. Tôi muốn ngồi ghế. Dừng lại, đây chỉ là diễn thôi. Bình tĩnh đi, mọi người đang xem mà. Bình tĩnh đi. Còn giết người thì sao? Hai người còn sống thì không có ý nghĩa gì cả. Giờ anh muốn gì đây? Anh làm cái gì vậy?
anh làm sao vậy? Tam mới là sát thủ từ Tokyo. Tên khốn bỏ thuốc mê ta và giả dạng làm ta, ta sẽ giết hắn. Nè, anh chơi xấu quá vậy. Anh không biết xấu hổ hay sao hả? Tôi hận anh. Vĩnh biệt. Chúng ta bắt đầu lại chứ hả? Khoan, chờ một chút đã. Nói tôi nghe về quy định trước đi. Bọn ta không có quy định. Tôi chỉ luyện tập chút thôi. Anh thấy ổn chứ hả? Sammy, Sammy, dậy đi. Tôi không chịu nổi nữa. Sammy, và nghĩ tới tiền thưởng đi. Nghĩ tới tiền thưởng đi, Sammy. Nghĩ tới tiền thưởng đi. Nếu chúng ta thắng, chúng ta sẽ có tiền. Tiền đó, Sammy. Trời đất ơi, Sammy. Tiền đó, nghĩ tới tiền đi. Tiền đó. Sammy, chúng ta vào rồi. Chúng ta vào rồi, hay quá. Đi thôi Sammy, nhanh lên. Phải đi nhanh lên. Nhưng đây là cuộc đời tôi. Cầm tiền theo đi. Đứng lại. Hai người đã bị bắt. Cá độ là 15 năm. 15 năm hả? 10 năm. 5 năm. 5 năm. Mới đây mà 15 năm đã trôi qua rồi. Được rồi đó. Đưa đi. Đưa đi. Hai người không có tội. Hai người được đi rồi. Cảm ơn. Cảm ơn. Tôi sẽ không chơi cá độ nữa. Cảm ơn ông. Chào. Cứ chơi nữa đi. Số tiền này cho chúng ta ăn chơi thoải mái rồi.
Thì chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền này? Tôi nhớ đã gặp cô 3 tháng trước ở quán Buffalo Town. Cô cũng dùng mánh này. Cô không thể dùng hết số tiền đó được. Sao cô không bỏ tiền lại hả? Được rồi em, đi đi. Đồ khốn, anh trở lại rồi đó hả? Anh đi hơn một năm rồi. Anh sẽ không bỏ lại em đâu. Tôi nghe câu này hàng chục lần rồi. Lần này nói thật mà. Nghe nè, anh có thể thề mà. Nhìn đi, nhìn anh có giống như kẻ nói dối không hả? Nhìn anh giống không? Nhìn anh đi. Nếu anh còn bỏ em lần nữa, em sẽ giết anh. Đừng lo, anh sẽ không bỏ em nữa đâu. Sally, tin anh đi. Anh đã gặp nhiều phụ nữ nhưng không ai hấp dẫn anh được như em hết. Anh yêu em. Anh nói cái gì? Anh vừa gọi tôi là gì? Corinne, sai rồi. Laura, lại sai nữa. Mary, anh đi chết đi đồ khốn. Đi chết đi, đừng đánh anh mà. Lily, sao em thức sớm vậy? Bữa sáng của anh đâu? Lily, Lily à? Súng của mình đâu? Đội trưởng, anh rất thích chơi trò này nha. Tôi chỉ muốn nhìn thấy anh bực bội thôi. Đúng vậy, tôi có một công việc, có hứng thú không? Đội trưởng, lúc này tôi không giúp được rồi. Cô ấy không đồng ý. Tiếc thật. Lão Tôn cũng tham gia. Còn có tiền thù lao nữa. Đội trưởng, nếu Lão Tôn và anh Lôi có tham gia thì chắc là có thù lao rồi. Vậy tôi cũng tham gia nữa.
Nhưng anh còn có cô gái này ở đó mà, thấy chưa? Cô ấy hả? Tôi không quen cô ấy. Mời. Tuyệt vời, đây đúng là chiến tranh thật sự. Bắn. Coi chừng đạn đó. Cẩn thận tay anh kìa. Các người đã bị bao vây. Tôi muốn các người bỏ hết vũ khí xuống và đầu hàng đi. Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu không chúng tôi sẽ khai quả. Ai nhúc nhích thì anh ta sẽ chết ngay lập tức. Chờ chút, cô là ai vậy hả? Ông không cần biết. Đây là chuyện giữa hai chúng tôi. Không phải chuyện của ông. Tôi chỉ muốn anh ta. Các người lùi lại. Tôi không muốn làm ai bị thương hết. Mọi người làm ơn, lùi lại đi. Cô ấy nói thật đó. Đồ khốn. Lily, đưa anh khẩu súng. Đồ khốn nhà anh. Anh không được nói gì hết. Anh nghĩ tôi là ai? Tôi đã cảnh cáo anh rồi. Anh tưởng là tôi đang đùa chắc. Lily, mọi người đang nhìn đó. Lily, anh im đi. Tôi đã cài thuốc nổ ở đây rồi. Đừng thách thức tôi. Không thì các người sẽ chết hết. Vào đi. Nổ máy đi. Đội trưởng, tôi không biết lái xe. Anh ta nói là anh ta không biết lái xe. Đi đi, lái đi. Lái đi. Được rồi. Tôi bắt được anh ta rồi. Tôi bắt được rồi, nhìn nè. Tôi bắt được anh ta rồi. Cô lẻn vào đây. Bắt cóc con tin. Cô định bị xử bắn mới phải. Xử bắn hả? Tôi chỉ có một cái mạng. Muốn làm gì thì tùy ông. Lily, tôi đảm bảo với ông mà.
Được rồi, cô có thể đi. Tôi không đi, trừ phi anh ta cũng đi. Được rồi, em không nghĩ là em đòi hỏi quá đáng sao? Anh muốn bỏ em nữa sao? Không có, anh không có bỏ em đâu. Em biết hết mánh của anh rồi, anh thề. Không, anh không thề. Không tin thì em có thể hỏi họ. Anh tham gia là gì nửa triệu đô la? Hả? Biểu Ly, món tiền này cũng lớn đó. Sao anh không nói với em? Em sẽ ở lại với anh. Nè, tôi tham gia nữa. Anh thích cô ta lắm hả? Tiến tới đi. Tôi không dám đâu. Mỹ nhân chọn anh hùng mà. Nhìn lại anh đi đủ ngốc. Anh vô dụng quá. Để tôi. Cho cô nè. Cảm ơn anh. Sao vậy? Thua rồi hả? Có thể. Nhưng khi tôi có tiền rồi, tôi muốn cô gái nào mà chẳng được. Lão Tôn, khi ông có tiền rồi thì ông dự định làm gì? Tôi không có chỗ ở. Nên tôi nghĩ là khi có tiền, tôi sẽ tìm một nơi ở trong núi, cưới một cô vợ khỏe mạnh, sinh con đàn cháu đống, và chúng cũng sẽ trở thành đặc công. Tôi sẽ dạy chúng mọi thứ tôi biết. Tôi không như vậy. Tôi chỉ có một mơ ước. Khi có tiền rồi, tôi sẽ rời khỏi anh. Sao vậy? Nếu không, anh sẽ bắt giam tôi lần nữa. Tôi sợ lúc đó chân tôi không còn nhanh nữa. Đội trưởng, còn anh thì sao? Tôi vẫn chưa nghĩ tới. Có lẽ tôi sẽ cướp tiền của các anh để các anh sẽ không quên được. Cứ tiếp tục mơ đi. Đứng yên, đứng yên. Nếu không, ông sẽ chết. Tôi có nhúc nhích đâu. Đưa hết tiền đây. Lấy được tiền, chúng tôi sẽ đi. Nhanh lên, đưa đây. Đừng ngốc như vậy. Anh nên cẩn thận đó. Đưa tiền đây. Niềm tin cô là con gái, nên tôi sẽ giảm giá cho cô. Nếu như cô muốn bỏ trốn với một người tự do, thì cô có thể tin tôi. Đồ con lợn. Anh, đưa đây. Tôi có quen anh không? Tôi thề là chúng ta chưa quen biết. Anh, tôi biết anh rồi. Tôi biết anh. Anh là thám tử ở sân khấu lần trước. Đúng rồi, đồ khốn. Tôi nhớ ra rồi. Tại anh mà chúng tôi phải đi cướp. Làm sao mà tôi quên được? Không đời nào. Tiền của chúng tôi đâu? Đâu rồi? Nói lớn lên. Khai ra đi. Nếu không anh sẽ chết. Hình như hai người rất thích đùa với lửa.
Ông hình như có làm ăn với ba ba, ấy tiền của hai người. Tôi lấy tiền của hai người. Hai người không thể lấy lại sao? Buông anh ta ra. Đội trưởng, hai người này muốn giết tôi. Thả họ đi đi. Đúng là xui xẻo. Chúng tôi sẽ lấy lại tiền. Được rồi, đi thôi. Các người đợi mà xem. Tôi sẽ lấy lại tiền. Anh nấu súp hả? Cho tôi một chút. Xin lỗi, chỉ đủ cho hai người thôi. Ăn với mấy khác ăn đi. Cả túi luôn. Tôi có nấu súp nè, cô ăn đi. Không thích à? Tôi no rồi. Gặp nguy hiểm rồi, đi nhanh lên. Phải rời khỏi chỗ này ngay. Đừng dừng lại. Chúng ta không còn gì nữa rồi. Tốt nhất chúng ta nên về với vợ con đi. Nếu anh nghĩ có chuyện bỏ trốn, tôi sẽ bắn người đó. Đó là gì vậy? Anh có thần kinh không vậy? Coi chừng đó. Anh ta tự cao quá. Anh còn nói nữa là tôi sẽ giết anh đấy, đồ ngu. Anh dám sao? Lily gì vậy? Có gì đâu, tôi chỉ muốn hỏi họ thôi. Anh làm gì vậy? Không có gì. Được rồi, đi thôi. Lily, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Trời hơi tối nên tôi không thấy. Không sao. Được rồi, chúng ta đều là đàn ông mà. Đồ khốn. Giở mặt với tôi hả? Đủ rồi. Đội trưởng Đại còn chưa chết mà các anh đã đánh nhau sao? Chúng ta phải đoàn kết với nhau. Không thì nhiệm vụ này sẽ thất bại. Lily, cô nói đúng. Tôi thành thật xin lỗi. Tôi sai rồi. Xin tha lỗi cho tôi. Bỏ qua đi. Anh tốt bụng quá.
Tôi có một điếu xì gà, tôi để dành tới giờ đó. Tôi muốn thể hiện lòng biết ơn. Anh nhận được không? Không cần đâu. Dù gì thì anh cũng phải nhận nó. Nè, chờ chút đã. Các anh có thấy là chúng ta ở đây lâu như vậy mà không có dấu hiệu của người nào hết? Lạ quá. Em nhắc mới nhớ, nơi này đúng là kỳ quái. Đừng sợ, có tôi ở đây. Thằng khốn nạn. Đừng để tôi. Cái gì? Phụ nữ hả? Lâu rồi chúng tôi không gặp đàn ông, nhất là những người trẻ và đẹp trai. Cảm ơn. Rất nhiều cô gái với một người đàn ông. Nếu lúc nào cũng như vậy thì tôi thấy không sao cả. Tôi không đòi hỏi gì thêm đâu. Anh bạn, anh chăm sóc được hết tất cả sao? Phải, anh cần chúng tôi giúp không? 10 người đàn ông thì hết 9 người không đàng hoàng rồi. Các người đều ăn nói tục tiểu và có ý đồ xấu. Đối với tôi thì ông không giống đàn ông lắm. Đúng vậy, tôi là nghệ sĩ. Tôi tôn sùng cái đẹp. Tôi sẽ phá hủy hết mọi thứ không hoàn hảo trong mắt tôi. Từng chút một. Chờ đã, tôi là phụ nữ, nhìn tôi đi. Anh có nghĩ là tôi đẹp không? Cảm ơn. Hoàn hảo lắm. Tiếc là cô đi với bọn họ. Cô bị nhiễm bẩn rồi.
Không, anh nhìn lầm rồi. Là họ ép tôi làm việc cho họ. Trên đường đi họ cứ sỉ nhục tôi, đặc biệt là anh ta. Không, Lily, không đúng như vậy. Cô ghét anh ta lắm sao? Tôi hận anh ta. Giết anh ta đi. Đừng bắn, đừng bắn. Anh yêu em, anh yêu em mà. Bắt cô ta lại. Đêm là chết, còn ngày là sống. Nhưng những người đàn ông bước vào đây thường rất ngu ngốc, nên sẽ không thấy được ngày mai đâu. Tôi xin các cô tha cho chúng tôi đi. Tôi còn có mẹ già, vợ dạy và con thơ. Hắn muốn chúng ta cứu hắn kìa. Không được rồi. Xin xỏ vô ích. Ông phải cho họ thấy, để họ biết người đàn ông thực thụ là như thế nào. Cô thả tôi đi. Sao lại muốn bắt tôi lại? Thủ lĩnh của bọn ta quá đa tình. Anh ta thích cô gái nào, ta sẽ không để cô ta sống. Đồ khốn. Lại đây con gà cứng đầu, lại đây. Lại đây. Bắt được rồi. Mày sẽ là bữa tối của tao. Tao sẽ cho mày lên bếp rồi roti mày. Chào các cô, xin lỗi nhưng tôi không thấy gì cả. Tôi cận thị mà, tôi chỉ tới bắt gà thôi. Chào nha. Tôi xin lỗi, tôi không muốn gây rắc rối. Chỉ tới bắt gà thôi mà. Con gái hả? Bay đi, bay cho tôi coi. Thôi nào, bay đi. Tôi thấy anh cũng có bản lĩnh đó.
Tôi đánh nha, còn cô ngồi đó coi tôi hả? Đó là lời khen đó. Emily cũng nói như vậy. Cô ấy nói tôi không biết dùng súng, nhưng nắm đấm của tôi rất lợi hại. Emily là ai? Là cộng sự của tôi, cô gặp rồi đó. Anh nghe lời cô ấy hả? Cái gì? Tôi mà nghe lời cô ta sao? Chúng tôi đã thỏa thuận, tôi làm việc lớn, còn cô ta lo phần còn lại. Nhưng cho tới giờ, cũng chưa có gì xảy ra hết. Ý của anh là, cô ấy kêu anh tới cứu chúng tôi hả? Đúng một nửa. Cô ấy kêu tôi đi theo các người, để đảm bảo các người còn sống, và nộp tiền cho chúng tôi. Ý đó là của ai? Ý cô ấy là ý của tôi. Cảm ơn, hẹn gặp lại anh sau. Cô định đi hả? Đi đâu vậy? Nè, bữa tối của anh vẫn còn ở trại của mấy mụ này đó. Tôi phải đi rồi, không thì chẳng được đồng nào đâu. Nhớ nha, tôi vừa cứu cô đó. Tôi đâu có nhờ anh. Đồ ăn cháo đá bát. Các người muốn gì đây? Chết tiệt, các người muốn giữ chúng tôi. Các người muốn cái gì? Bỏ ra. Bỏ ra? Bỏ ra cái gì? Tôi biết rồi. Anh biết cái gì? Ông không thấy họ rất dâm đảng sao? Chỉ cần cho họ thấy điểm hấp dẫn của chúng ta, biết đâu chừng họ sẽ thả chúng ta đi. Cởi đồ ra đi. Anh gọi cái này là dâm đảng đó hả? Đói bụng thì đúng hơn. Chết tiệt. Nhanh lên, chúng chưa đi xa đâu. Ôi trời, ra khỏi đây thôi. Đi thôi. Thổi bay chúng đi. Đi thôi đồ ngốc, anh muốn chết hả? Tôi giết hết đám phụ nữ này rồi. Chờ chút đã, Lily còn ở bên trong đó. Chết tiệt, chúng ta bị bao vây rồi. Chúng ta phải đi ra khỏi đây ngay. Phải có lá chắn mới được. Stop!
Cô ấy ra rồi, Lily an toàn rồi. Chắc đụng phải mìn rồi. Lily đâu rồi? Lily đi đâu rồi? Cô ấy đây nè. Lily! 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 Hoàn hảo! Tối nay chúng ta ở lại được chứ? Sao lại không? Chờ chút đã, chúng ta không quen thuộc nơi này. Có lẽ có phục kích ở trong này đó. Để tôi kiểm tra. Có phục kích không? Tôi không thấy gì cả. Vậy ông bắn vô đó làm gì? Để cảnh cáo trước. Đầu ông bị làm sao vậy? Tôi bắn một phát vào tường và viên đạn vội ngược lại và cắm vào đầu của tôi. Ông điên quá. Tới quan tài. Anh làm gì ở đó vậy? Nè ông già thối, dừng lại đi. Trong quan tài có bà già. Bà già? Có chắc không phải mẹ anh không? Dừng lại, dừng lại. Dừng lại, đồ hôi hám. Các anh còn thiếu tay, tôi chơi với nha. Anh mới tới hả? Anh tới từ đâu? Lily, Lily, tôi sẽ giết anh, tôi sẽ giết anh. Nếu không để tôi ngủ, tôi sẽ giết anh, có nghe không hả? Anh đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Tôi sẽ vào quan tài ngủ. Anh muốn đi với tôi sao? Không, không, không. I'm
Tôi xin lỗi. Hãy tha thứ cho tôi. Tôi không biết sao tôi lại vào đây nữa. Chắc tôi tưởng ở đây có một cô gái đẹp như cô. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Làm ơn cho con bốc trúng đi, làm ơn, làm ơn. Xin cho con cầu cái gì được cái đó. Mamma mia. Chúa sẽ phù hộ tôi. Phù hộ tôi cầu gì được đó. Cảm ơn Chúa. Amen. Trời ơi, chuyện gì xảy ra với anh vậy? Chỉ mới một vòng thôi mà anh đã sợ rồi sao? Thôi nào, thôi nào, thôi nào, dừng lại đi. Tôi sẽ thắng thôi. Không được nhìn lén. Chúng ta nắm luật ở đây. Không được nhìn lén. Phạm luật rồi. Tóm được rồi. Đó không phải là người. Cánh tay của nó có thể duỗi dài ra và ăn cắp quân bài của tôi từ dưới bàn. Phải rồi. Để ta xem nào. Ông đi đâu? Tôi đi đó. Tôi đi toilet. Chết tiệt. Cảm ơn. Đưa em lên giường đi. Được. Tôi sẽ làm theo lời cô. Thank you.
Hỡi thần bóng tối, xin hãy nhận lấy người đàn ông này như vật hiến tế. Hãy nhận lấy máu của chúng. Đó là Lily. Tuyệt vời. Đẹp quá. Là Lily đó. Nhanh lên, băng qua đống lửa đi. Lily, em vẫn còn sống. Anh đã rất đau lòng, anh tưởng là em chết rồi. Bình tĩnh đi, kẻ xấu luôn chết sau cùng mà. Có lẽ chúng sẽ chết trước. Thật là, ngay cả ma cũng sợ em nữa. Dở dẫn. Chúng chỉ là một đám phù thủy thôi. Chúng dùng ma để dọa người ta. Nhưng thật ra chúng chẳng là gì cả. Trời ơi, cô thông minh quá. Chắc anh ta phải khó khăn lắm. $500,000 đang ở đó. Đi về và giết hết chúng đi. Đúng vậy, đi thôi. Sao vậy? Chúng chết hết rồi. Đúng vậy. Tôi còn tưởng chúng ta tới đây sớm nữa chứ. Tôi cá là người Nhật cũng không biết được đâu. Đúng vậy. Người Nhật không biết được đâu. Có người đã tới đây trước chúng ta và bắt con tin đi rồi. Đừng bắn, đừng bắn. Đừng bắn. Là chúng tôi đây. Tôi biết các người sẽ tới đây nên chúng tôi tới giúp các người. Đồ khốn. Anh cũng ở đây. Nói đi, nó đâu rồi? Ý anh là sao? Đừng giả bộ nữa. $500,000 đang ở đâu? $500,000, Emily, tôi đoán đúng rồi. Không phải tôi nói với anh rồi sao? Nếu chúng ta đi theo họ, chúng ta sẽ có tiền mà. Đừng giỡn nữa, đưa tiền ra đây, không thì chết. Đừng ngớ ngẩn như vậy, nếu có tiền chúng tôi sẽ không ở đây đâu. Chúng tôi không có giết quân Nhật. Hai người chúng tôi sao? Các người đang đùa hả?
Chúng tôi biết các người tới cứu con tin. Nhưng để tôi nói cho rõ, tôi đang giữ con tin. Đừng đùa nữa. Chúng tôi muốn có tiền. Đưa tiền đây. Chúng tôi sẽ tha các con tin. Em không hiểu gì cả. Chết tiệt, vậy thì ai đã lấy tiền chứ? Anh đi đâu vậy? Hãy thấy căng thẳng là tôi muốn đi tiểu. Nhiều tiền quá. Quân Nhật đã giấu nó ở đây. Tốt, giờ chúng ta an toàn rồi. Đưa tiền cho họ đi. Họ sẽ để chúng ta đi. Tôi vẫn cảm thấy không nên đưa quá nhiều như vậy. Chúng tôi vẫn được chia chứ. Phải chia cho người giúp đỡ chúng ta chứ. Được đó, tôi thích tiền hơn cả mạng nữa. Tôi sợ là khi họ lấy được tiền, họ cũng sẽ giết chúng ta. Đánh lại họ đi, rồi sao cũng được. Được rồi, được rồi. Tôi đồng ý với lời của anh ta nói. Dù sao thì cũng chưa chắc tôi sẽ chết. Bọn ta cho các ngươi suy nghĩ. Giờ bọn ta đi. Mai sẽ trở lại đây. Nếu ngày mai các ngươi vẫn không chịu giao tiền ra, thì bọn ta buộc phải nổ súng. Chúng ta vẫn còn thời gian. Tôi sẽ cài thuốc nổ. Mỗi người giữ một hộp kiếp nổ đi. Người cuối cùng còn sống sẽ bấm kiếp nổ này và giết hết bọn người xấu. Chúng ta không sống thì chúng cũng không được sống. Sammy, tôi nghĩ là xong vụ này, chúng ta nên giải nghệ đi. Cô nói gì cũng được, cô là sếp của tôi mà. Đúng vậy, tôi muốn anh còn sống. Anh không được chết. Nếu chúng ta vượt qua được chuyện này, tôi sẽ có một kế hoạch khác. Chắc chắn là anh sẽ thích nó. Được, cô là đầu não mà. Ra khỏi đây thôi, không chịu nổi được nữa đâu. Chưa đâu, tôi có chuẩn bị sẵn rồi. Đây là gì vậy? Đây là súng đặc chế. Tôi đã tốn một đống tiền để mua nó. Tôi mua của một ông già say rượu với giá $50. Thử xem nào. Đúng là không phí tiền mà. Chúa ơi, cẩn thận đó, coi chừng bắn trúng mình bây giờ. Giờ anh thực sự thấy rồi. Nhưng khi em giết người em cũng không đẹp cho lắm. Em anh cẩn thận. Em đâu có nghe. Cẩn thận đó. Lily, anh không sao chứ? Anh không sao.
Em nên cẩn thận rồi, Mạnh có nghe đâu. Đừng lo, em không làm quá phụ đâu. Trời ơi, anh thông minh quá. Tiểu Thạch, may là tôi biết anh lâu rồi đó. Cảm ơn. Anh làm tốt lắm. Tôi rất tự hào về anh đó Tiểu Thạch. Tiểu Thạch, anh làm tốt lắm. Tiểu Thạch. Tiểu Thạch. Tiểu Thạch. Tiểu Thạch. Tiểu Thạch. Anh không được chết. Anh không được chết trên tay tôi. Anh nên quen phụ nữ và tới Tahiti uống rượu. Được, dĩ nhiên rồi. Tiểu Thạch, anh là người tốt. Tại sao anh phải chết chứ? Sao anh phải chết chứ? Chúng mày sẽ phải trả giá. Chúng mày sẽ phải trả giá. Chết tiệt. Trời, tỉnh lại đi Lôi. Nếu không lấy được khẩu súng, chúng ta sẽ chết hết. Anh yểm trợ em. Em sẽ đi lấy. Khoan đã. Lily, anh đồng ý là khi chúng ta có tiền, anh và em sẽ an cư lạc nghiệp. Anh sẽ là người chồng tốt. Anh muốn em sinh con cho anh. Còn em sẽ là người vợ tốt. Đi thôi. Lily, yểm trợ cho em. Chờ chút. Lẽ ra chúng ta nên chạy trốn mới phải. Sammy, anh giỏi quá. Chúng ta giàu rồi. Ai ở đây vậy? Hắn ta sẽ lấy nửa số tiền đó. Đội trưởng, anh không được chết. Chết tiệt, những người khác hy sinh hết rồi. Sao vậy? Cái gì? Tôi là lão Tôn đây mà. Không phải ông ta làm gì cho anh sao? Sao lại bắn ông ta? Kế hoạch của tao là để chúng tự giết lẫn nhau.
Chúng chính là con tốt thí. Đồ khốn. Không thể trách tao được. Ai cũng đều muốn tiền. Nhưng có điều chúng không thông minh bằng tao thôi. Tôi hiểu rồi. Anh lợi dụng họ làm bia đỡ đạn. Rồi anh sẽ chọn vài tay sát thủ để chúng tự giết lẫn nhau. Vậy là tiền sẽ thuộc về anh. Và sẽ không ai biết chuyện này hết. Không cần phải nói nhiều nữa. Đây là chuyện của hắn. Không liên quan gì tới chúng ta. Chúng ta không thấy gì hết và cũng không nghe gì hết. Tin tôi đi, tạm biệt. Khoan đã. Các người phải chết. Chỉ có người chết mới không nói chuyện thôi. Đồ khốn. Emily. Đổi tên đôi với tao đi. Alo, alo, alo. Alo, ông tự chào ông đi. Yeah.
Nè, sao anh không tới sớm hơn và cứu chúng tôi hả? Sao anh tới muộn quá vậy? Mọi người chết hết rồi. Để chúng tôi lên. Anh ở đơn vị nào? Anh không biết chúng tôi là tướng lĩnh sao? Anh không tôn trọng cấp trên sao? Tôi không biết ông là tướng nào. Các ông chẳng khác gì mấy tên hề cả.